Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền Megamex Bình Phước của Trọng Thơ nhé. Chào tất cả mọi người, trong năm 2020 đến 2025, bất động sản công nghiệp luôn là điểm sáng để các nhà đầu tư chúng ta quan tâm. Và bất động sản công nghiệp luôn mang tới lợi nhuận tốt và tính thanh khoản an toàn cho toàn thể quý vị. Tại thời điểm này thì nhiều những cái dịch vụ bất động sản như bất động sản du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng và những cái bất động sản mang tính phân lô bán nền nhỏ lẻ thì cũng đã đi vào trầm lắng. Nhưng bất động sản công nghiệp thì luôn được nhiều nhà đầu tư trên cả nước quan tâm, và nhất là bất động sản khu công nghiệp và đô thị Megamex Trân Thành Bình Phước, mà nơi Trọng Thơ đang đứng đây ạ. Tại nơi Trọng Thơ đang đứng là trục đường D1 rộng 50m giao nhau với trục đường N13. Trục đường N13 này là trục đường chạy thông suốt từ khu công nghiệp chạy ra đường Hồ Chí Minh và qua giai đoạn 4 của Megamex, qua giai đoạn 2 và kết nối quốc lộ 14. Và vị trí Trọng Thơ đang đứng, ưu điểm là kế công nghiệp và trường cao đẳng Bình Phước và các dãy nhà phố thương mại. Vị trí đất mà Trọng Thơ đang phân phối thì cách cái vị trí mà Trọng Thơ đang đứng chỉ 300m thôi nha quý vị, 300m thôi. Giá hiện tại chỉ 6 đến 7 triệu một mét vuông. Xin mời cả nhà chúng ta cùng theo dõi những cái vị trí tiềm năng ở khu vực này nha. Rồi. Kế bên là công ty xí nghiệp trong khu công nghiệp luôn ạ. Và khu công nghiệp này thì đã hoạt động được hơn 2 năm nay. Thì bây giờ đã phủ kín lên tới 60% nha quý vị, lên tới 60%. Đấy, các công ty đã đi vào hoạt động. Trục đường D1 này chạy thẳng, chúng ta sẽ ra trạm thu phí Trân Thành tại quốc lộ 13. Và kế bên là trường cao đẳng Bình Phước với thiết kế 14 tầng sẽ cho đi vào hoạt động vào quý 3 năm 2023 này nhé. Rồi chạy thẳng đường này chúng ta sẽ ra đường Hồ Chí Minh ạ. Ngay cái đường dây điện đó chúng ta thấy xe chạy ngang đường Hồ Chí Minh rồi ạ. Và chạy sang giai đoạn 4. Và kế cái vị trí Trọng Thơ đang đứng đây là dãy nhà phố thương mại của Megamex cũng đã xây dựng xong và chuẩn bị đi vào hoạt động để phục vụ cho nhu cầu ăn ở sinh hoạt của người dân ở trong khu công nghiệp này nha, trong khu công nghiệp này. Đó. Thì quý khách hàng quan tâm tới những cái vị trí bất động sản nằm trong lõi trung tâm của khu công nghiệp, được quy hoạch bài bản chuẩn Singapore, cây xanh đã được trồng, điện đã được giăng khắp dự án và quy hoạch quy mô lớn trên cả nước nha cả nhà. Quy mô lớn nhất cả nước tại thời điểm này. Thì liên hệ ngay cho Trọng Thơ nha. Để được Trọng Thơ trực tiếp dẫn đi xem vị trí đất nằm tại Megamex Trân Thành Bình Phước này nha. Và khi quý khách hàng quan tâm tới những vị trí bất động sản công nghiệp và hình thành ở tương lai hiện tại rồi ạ. Hình thành trong tương lai ngắn thì liên hệ ngay cho Trọng Thơ. Và nhớ đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video mới nhất. Gọi cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để được Trọng Thơ trực tiếp dẫn quý khách hàng đi xem đất và chọn cho mình những vị trí đẹp nhất, xin lợi nhuận tốt nhất tại khu nghiệp và đô thị Megamex Trân Thành Bình Phước. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại.